bạn up lên nhà chính Town 16 đã có rồi và bây giờ đập gem trải nghiệm nào các sếp ơi. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Bản update tháng 4 của chúng ta đã đến rồi. Và nếu anh em nào mà chưa cập nhật được thì hãy xem lại ngay ở phần bình luận, phần mô tả video hoặc là trên fanpage Akari Gaming của mình với hơn 149 người theo dõi Facebook để được xem cách khắc phục cũng như cập nhật game nha các sếp. Còn bây giờ là thời điểm tuyệt vời để mình sử dụng tài nguyên. 4 thợ xây của mình đã sẵn sàng và đang có rất nhiều gói ưu đãi ở trong này các sếp ơi. Anh em nào mà múc vé vàng này, vẽ sự kiện này, gói gem và đặc biệt là đang có rất nhiều gói ưu đãi ở đây, nhưng 3 giờ chiều mai là nó hết rồi. Mà bị lỗi quốc gia nữa thì anh em hãy nhớ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình với hơn 149 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào tự làm được rồi, anh em nhớ bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình anh em nhớ, mà Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt, mang lại nhiều giá trị video hấp dẫn cho các sếp nha. Cảm ơn anh em rất nhiều về điều này. Còn bây giờ thì mình sẽ múc các bạn ạ. Và đầu tiên đó chính là cái vé sự kiện rất quan trọng để lấy quạng. Ok, đã nhập mã đây rồi thì múc nào. Ok, đã múc được vé sự kiện rồi các sếp. Và tiếp tục ở đây nữa, đang có rất nhiều gói. Và đặc biệt các bạn hãy lưu ý là những gói này nó đều cộng dồn được hết cho các sếp. Và mình sẽ mua. Ok rồi này, tiếp tục này. Đơn thương độc mã, trải nghiệm luôn. Ok, đã xong đơn thương độc mã các sếp. Và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ làm cái này nữa đi, quý trường này. Ok, bây giờ thì các bạn có thể thấy không, mình có tận 9 cái lọ thuốc thợ xây lận, 11 lọ thuốc huấn luyện lận, 17 cái lọ thuốc tướng. Ok chưa nào? Tất cả những thứ này đều được cộng dồn hết. Và bây giờ là thời điểm để nâng cấp thôi. Danh sách những công trình chúng ta cần nâng cấp là ở đây. Chúng ta sẽ, theo mình thì làm luôn cái hội thành các sếp ạ. Ok, mình có búa công trình mà. Tuyệt vời, màu sắc mới. Và lúc này đây thì các bạn thấy nó có chữ yêu cầu rồi anh em. Vâng, yêu cầu ấy nào. Đây, xin thêm. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ có thể cho thêm một cỗ máy nữa rồi. Tuyệt vời. Và điều tiếp theo và mình sẽ sử dụng đấy chính là búa công trình ở đây. Yo man, chúng ta chờ đợi mở khóa chuồng linh thú. Nếu bình thường mà các bạn không sử dụng vé vàng thì nó nâng cấp sẽ nhiều tài nguyên hơn, nhiều thời gian hơn. Nhưng mình đang áp dụng vé vàng nên cái thời gian và tài nguyên nâng cấp của mình ở đây nó sẽ khác với các bạn nha. Vậy nên khuyên các bạn sử dụng vé vàng. Bây giờ thì mình sẽ mở khóa. Ok, chúng ta đã mở được linh thú mới, đó chính là sứa dữ tợn. Và hiện tại mới chỉ là cấp 1 mà thôi. Ha ha. Từ từ, bình tĩnh tiếp nào. Và đây nữa, chúng ta cần là 296 hắc tiên dược. Đây, vé vàng của chúng ta đây các sếp. Nhận thôi, búa công trình, hợp lý luôn ạ. Và bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ nâng nó lên. Wow, wow, wow. Đẹp lắm anh em này. Nhìn nó mê ly chưa này. Cứ phải gọi là hết nước chấm. Vâng, tiếp tục. Đại bàng 17 triệu. Ok, nâng luôn. Và chúng ta cần 1662 gem ạ. Wow. Ok, làm thêm gói nữa cho phấn khởi. Và bây giờ thì mình cũng sẽ kết thúc ngày. Boom. Tốn nhiều gem phết. Ok các sếp ơi, bây giờ thì mình sẽ cho một thợ xây nâng cái mìn tầm diệt. Rồi, và bây giờ mình sẽ sử dụng đá cổ ngữ vàng các sếp. Ok. Và đây, sử dụng đá cổ ngữ vàng thôi chứ còn gì nữa. Thời gian đã điểm. Và bây giờ thì 16 nè. Ok này, 16 triệu để nâng em này. Và làm video cho các sếp thôi. Đầu tư vạn vật thư luôn. Đây. Quá xịn luôn các sếp nhá. Rồi bây giờ thì có lẽ là mình sẽ nâng tiếp về lính. Đây là những cái công trình phòng thủ cấp độ mới ở nhà chính Town 16. Ok, và tiếp tục chúng ta hãy đến với cả là đây nữa. Ồ, mình nghĩ sẽ là Electro Titan. Nhiều tài nguyên nhất thì sử dụng búa. Ok, đã xong. Và tiếp theo nữa thì mình có thể mua tiếp mà. Đây, đây làm cái này luôn đi.
Hợp lý. Tiếp tục này. Em này đúng không? À không, dầu đen chứ. Mấy em này mới tốn nhiều này. Đây, Ice Golem. Tuyệt vời. Úi xời. Mấy em dầu đen nó mới tốn nữa các bạn. Ok, binh thư. Đã xong. 6 triệu mấy. Ok, nhận tài nguyên. Có lẽ là mình cũng sẽ sử dụng luôn thuốc cường hóa tài nguyên. Mà các bạn biết rồi, mấy cái này là nó cộng dồn mà. Đấy, mình đã cộng 5 lọ vào cho nó chạy cho nó tít này. À, trong này vẫn đang còn dư. Làm cái này 7 triệu 2. Ok, dư triệu mấy quan trọng trọng gì đâu. Tiếp tục vào vé vàng. Nhận cái binh thư này, thuốc tài nguyên này. Đây, đá cổ ngữ này. Tiền dược. Xài thôi. Sử dụng. Ok. Đây, mình sẽ sử dụng cái này để nghiên cứu tiếp. Xe phóng lửa, mình ít xài. Xe phóng gỗ, mình ít xài. Mình nâng Giant đi. Ok. Cái này thì tùy thuộc vào từng cái combo các bạn đánh. Nên anh em thích nâng cái gì thì nâng. Tớ thì nâng Ice Golem bởi vì có thể cho anh em đi thủ nhà hoặc mình mang đi cũng được. Để có gì mình test cái combo Electro với cả là Zeti xem sao. Bây giờ thì nâng em này là hết 180.000. Thì trong này chưa đủ thì chúng ta sẽ lấy ở đây 20.000. Xẻng chướng ngại vật, thuốc thợ xây, hắc tiên dược, nhẫn tường thành, vàng kinh đô, tướng thư mình đang full. Nghiên cứu này 180.000 các bạn. Ok. Và như vậy là mình sẽ đầu tư đập cái sách tướng đã xong. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng tiếp đó chính là hắc tiên dược. Ok. Hắc tiên dược mình nghiên cứu tiếp. Đây. Nâng cấp lại đập thêm một sách tướng nữa. Rồi, tiếp tục nào. À, 196.000 thì có lẽ là mình sẽ đi farm một trận là nâng cấp xong thôi. Nhưng trước khi đi nâng cấp đi farm tiếp thì mình muốn nhận tiếp cái quà ở trong này các sếp ơi. Múc vé sự kiện là chỉ chờ đợi những cái lúc này thôi các bạn ạ. Ui rồi ôi, nhận kìa. Nhận 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 này. Ui rồi ôi, nhìn nhìn đi anh em ơi. Ui rồi ôi, nhìn nó bay kìa. Piu piu piu. Piu 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 piu. Piu 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 piu. Chiu 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 chiu. Ui trời ơi. Đấy là mình đang còn 650 huy chương mình nhận được nữa đó các bạn. Ok, mua. 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 Rồi mua tiếp. Mua. Mua. Mua hết. Mua tất thảy luôn. Tất tay luôn ạ. À. Hết chưa? Ui rồi ôi, Supercell làm cái sự kiện này đã cái tay thật sự chứ. Bây giờ thì em sẽ vào nhà nâng cấp trang bị. Đây, nâng mắt cái mũi tên băng giá. Ok chưa? 27 rồi. Rồi, bây giờ thì tạm thời cứ để đó đã. Mình đang nâng cái bộ này trước đã. Cất dành. Và bây giờ mình muốn đánh cái combo đó chính là sử dụng sứa với cả là king. Đây, mình sẽ cho king đi với sứa. Và để đảm bảo được tính chất mạnh mẽ thì sử dụng thuốc tướng luôn. Combo này thì mình vẫn đang đánh là rễ cây nhà các sếp. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy đi farm và trải nghiệm em sứa linh thú cấp 10 nào. Let's go. Ok, có một nhà rau này để trải nghiệm rồi các sếp ơi. Sứa nào? Sứa cấp 10 đã sử dụng thuốc tướng nha. Và bây giờ thì mình sẽ tấn công vào đâu đó. Ok. I got it. Let's go. King. Ui, anh em nhìn thấy sứa tấn công chưa? Ok, let's go nào sứa ơi. Ok ạ. Vâng, bật cuồng nộ chưa? Đúng rồi, thời điểm này sứa đang lên tấn công kìa anh em. Nhân bản cho rễ cây nào. Rồi, bình tĩnh cụm khu vực nhà chính. Thêm cái cuồng nộ nữa cho anh em vụt bá đạo hơn. Sứa vẫn đang khỏe. Sứa trong thời gian mà mắc cấp độ 35 giây đầu tiên ở level 10 thì nó sẽ được không bị ảnh hưởng bởi sát thương. Bá đạo, bá đạo.
Kinh ơi, vụt ác chiến đó, bất gồng kinh. Đấy, theo mình thấy thì bố trí em Sứa đi với Kinh nó vẫn là hợp lý đấy. Các bạn kết hợp em Sứa với gì thì hãy comment ngay ý kiến ở phần bình luận phía dưới cho mình biết với nhá. Úi giời, em Sứa của mình, em Sứa vẫn đang bắn, em Sứa vẫn đang tấn công. Rồi champion bật kỹ năng. Vâng, Sứa vẫn tấn công. Vâng, Sứa vẫn rất khỏe kết hợp với cả là rễ cây. Wow, vời. Quá xịn luôn, em Sứa cũng tấn công vào tường. Và đây là một trận đấu 3 sao hoàn hảo rồi. Tuyệt vời anh em ạ. Vời, trải nghiệm đầy đủ cho các sếp luôn ở cái bản update này nha. Tuyệt vời, mình sẽ xin lính này. Và bây giờ thì mình sẽ nhắn là A còng cả hội này. Cảm ơn anh em đã nhập mã Akari trước khi múc gói trong cửa hàng nhé. Đấy, ok giờ các sếp này, uy tín luôn. Và ngoài ra thì bây giờ đăng ký hội chiến thì anh em có thể gửi yêu cầu vào đây để xem anh em nào muốn gua thì hãy đăng ký này. Còn khi mà bắt đầu cuộc chiến thì các bạn có thể chọn size 35 thành viên rồi. Đấy, anh em chọn size 45 cũng được này. Lên tiếp này. Đây, 40 này. Cho đi hết này. Đó, và size 45. Uy tín luôn các sếp nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới. Muốn mình làm nội dung gì nữa hãy comment ngay ý kiến các sếp ở phần bình luận ở dưới. Nhớ là link cập nhật có sẵn cho các sếp rồi nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em.